Today we continue to explore the four references in meditation. We are only interested in the practice, how to attain the final goal, which is Nibbana. Kính thưa chư vị, trong cái khóa này á, chúng ta đem hết nỗ lực ra để học và hành. Học hành nó phải đi song song với nhau như chân trái chân mặt á, để đạt được tới cái mục đích cuối cùng của nó là Niết Bàn. Ngoài ra chúng ta không có muốn học hỏi cái gì đó, kinh sách nhiều lắm, ta không muốn học, ta chỉ muốn học những cái gì để thực hành, để dẫn tới Niết Bàn. Đó là mục đích của khóa tu này. If you have the temptation to study a lot of sutra, I think you find the wrong place. Nếu chư vị nghĩ rằng quý vị đến đây để học thêm kinh điển thì có lẽ quý vị đi lầm chỗ. Ở đây chỉ có pháp học pháp hành, học để hỗ trợ cho hành và để đưa tới Niết Bàn, tức là giải thoát, mục đích vắn tắt vậy thôi. So today we continue with the serious lecture, and one of which is that what is the real meanings of the four quantum, four references in meditation. Thì thưa chư vị, nay chúng ta tiếp tục đào sâu vào cái tứ niệm xứ. Chúng ta đã học, chúng ta biết quán thân rồi, nhưng mà chưa rõ là thân là gì đâu. Quý vị còn mơ mơ màng màng lắm. Có nhiều vị nhắn tin với sư, thân là thế này, thân là thế kia, sư biết rồi. Tức là nó còn nằm ở đâu á, nó chưa có nằm ở trong thân. Thế thì ý nghĩa thật sự của hành thiền tứ niệm xứ là gì? The Buddha gave the seven factor of awakening. Sati means the inside observation and investigation. So both of them lie the left hand and the right hands support each other. Ở trong bảy yếu tố đưa tới sự thức tỉnh, thưa chư vị, Đức Phật có dạy sati, tức là quan sát bên trong liên tục không ngừng nghỉ, và cái thứ nhì là trạch giác chi, tức là phân tích. Thế thì hai cái này nó như chân trái chân mặt hay là tay trái tay mặt, cái này nó hỗ trợ cái kia. Liên tục quan sát bên trong nhưng phải có phân tích để biết rằng đâu là thiện pháp, đâu là bất thiện pháp. Chứ không phải chỉ có quan sát là không đúng. Cái đó không phải ý Phật dạy. Phật dạy phải biết làm sao tăng trưởng thiện pháp mà loại trừ bất thiện pháp. Phật khẳng định con đường nó như vậy, con đường bát chánh đạo. All the rest, energy, joy, relaxation, concentration, equanimity, just the five factors supporting for the two main things. Và thưa chư vị, năm cái khác đều là hỗ trợ cho hai cái chính, đó là cái quan sát bên trong và cái phân tích. Bảy yếu tố đó. Sati là nhận biết bên trong á, chứ không có nhận biết bên ngoài. Bên ngoài trời mưa trời gió không quan tâm, chỉ quan tâm ở bên trong thôi, tức là trong nội tại của mình. Và trạch quán là phân tích. Phân tích để làm gì? Phân tích là biết thiện pháp, bất thiện pháp. Phân tích là nó sanh, nó diệt lúc nào, tại sao nó sanh, duyên gì nó sanh, duyên gì nó diệt. Phải nhận biết. Và tất cả những cái khác, thưa chư vị, như là tinh tấn, hỷ lạc, khinh an, định và tâm xả, chẳng qua chỉ để hỗ trợ cho hai cái kia thôi. Tức là ngay cả như cái ta nhận biết, ta phân tích được, ta biết cái đó là duyên gì, thì cuối cùng ta cũng phải xả. Cuối cùng cũng phải xả. Còn không có nó sẽ dính mắc. Nếu không xả nó dính mắc. Cho nên năm cái kia thực sự là nó hỗ trợ cho, nó dính tới hai cái này. Hễ hành động hai cái này thì năm cái kia nó chạy theo à. Tu hành á, ta phải biết hai cái này là cái chính và những cái kia là đương nhiên để hỗ trợ. Nếu không có nỗ lực
tinh tấn thì sẽ không nhận biết. Nó đơn giản vậy thôi. Mà nếu không có nỗ lực để mà quan sát thì sẽ mù luôn, chẳng biết nó là cái gì. Cho nên những cái yếu tố 3, 4, 5, 6, 7 là đều nằm ở trong hai cái này. Tức là sati và vichaya, dhamma vichaya. Tức là quan sát các cái pháp mà nó sanh diệt như thế nào, nhận biết. Đấy. Cho nên khi quý vị pháp hành, quý vị chỉ cần nắm được hai cái sati và dhamma vichaya, tức là niệm, quan sát bên trong và phân tích các cái pháp nó xảy ra bên trong, thì là coi như cũng đủ rồi. Tại vì đương nhiên là các cái khác nó sẽ đi theo đó. So review a little bit how we do it. Three tools for practice. Number one, sati. Which is inside my inside observation. We have to observe inside constantly. Number two, alertness. Always firm in the mind. Always firm in the mind. And number three, atapa, focus in investigation. We focus on the subject of analysis. Thế thì ba cái dụng cụ để chúng ta hành trì, chúng ta ôn chút xíu. Sati tức là quan sát bên trong, nỗ lực quan sát bên trong. Thứ nhì là cảnh giác. Nếu không cảnh giác thì nó đến cũng không biết đâu quan sát, phải không quý vị? Cho nên phải luôn luôn cảnh giác. Cái gì nó sanh, cái gì nó diệt đều luôn luôn cảnh giác. Đề mục ở bên trong đó. Và cái thứ ba là có nhiệt tâm. Nhiệt tâm tức là nỗ lực nhiệt tâm. Cái mà đầu tiên thưa chư vị, I told you before, the first one, the Buddha said the chanda, chanda, chanda. Without the willingness, without the desire to eliminate five hindrances and attain the Nibbana. If you don't have a desire and create a desire and improve a desire, you cannot get into the final goal. That's what the Buddha teaching. Đức Phật đã dạy ở trong cái chanda đó, tức là tứ như ý túc, tức là dục như ý túc, tức là phải có nhiệt tâm, phải tha thiết với cái mục đích mà ta muốn làm. Ta khao khát muốn giải thoát thì thưa chư vị, ta mới tập trung cái nỗ lực để ta tu tập giải thoát. Nếu ta không có khao khát sự giải thoát thì ta sẽ không tập trung, nó sẽ giải đãi. Mà người không có tập trung tại vì họ không thấy khổ, tức là không có tuệ giác. Đức Phật nói rất rõ, phải thấy khổ thì mới có cái khao khát muốn giải thoát. Vì khổ quá thì muốn đi ra thôi. Cái đó là đơn giản quá, phải không quý vị? It's very simple. When you face dukkha, you face suffering, you want to get out of suffering. That's very simple. Đức Phật dạy rất là đơn giản. Tức là khổ quá rồi thì muốn ra khỏi cái chỗ khổ. Và vì muốn ra khỏi chỗ khổ cho nên phát cái tâm. Cái tâm nó tự nhiên nó sanh khởi. Là phải đi ra, đi ra, đi ra. Và vì khao khát đi ra khỏi cái chỗ khổ cho nên mới nỗ lực, nhiệt tâm, chú ý để mà hành trì thì nó mới giải thoát. The pathway leading to the Nibbana, the Buddha set up three things: anicca, dukkha, and anatta. Anicca means insecurity of life. Everything is changing. Dukkha is very difficult to endure or to stand or to tolerate. Anatta is a five-aggregate operation in every moment. It's changing and it's not you. When you think, you think, you know, but it's not you.
It's your fire-aggregate interaction. You feel hungry, you feel sleepy, you feel upset. No, the fire-aggregate doesn't belong to you. Và cái con đường để chúng ta hành trì, cái lộ trình, thì lộ trình để chúng ta hành trì, Đức Phật dạy có ba cái giai đoạn mà chúng ta, ba cái thứ nó lủng củng lắm. Cái thứ nhất là vô thường, tức là nó luôn luôn nó rủi ro. Nó không có cái gì gọi là bền vững hết á. Nay thế này, mai thế khác, chút xíu thế này, chút xíu thế khác. Cái tâm chúng ta nó vậy đấy. Cái thứ nhì là cái tâm nó rất khó để mà nó thỏa mãn, nó chịu đựng. Dẫu là có cùng một cái thứ đấy, cùng một cường độ, nó cũng sẽ chán. Thí dụ như quý vị ăn bánh xèo, ăn cái thứ nhất thì ngon, mà bảo đảm với quý vị nếu 10 ngày mà cứ ngày nào cũng ăn bánh xèo, không cho ăn gì hết, thì chắc chắn là tới ngày thứ 10 muốn ói nó rồi, không muốn dòm nó nữa, phải không thưa chư vị? Mà bánh xèo là bánh xèo chứ, tại sao ta thay đổi? Tại vì cái tâm ta đó. Cho nên Đức Phật nó chúc kha ở đây không có nghĩa là bên ngoài, mà cái tâm chúng ta, khi chúng ta khởi sự nhàm chán, đấy là khổ đấy. Anatta tức là chẳng có cái gì của ta hết á, ta không có điều khiển được cái gì hết. Nó do năm uẩn hết à. Tới giờ muốn đi toilet là nó bắt mình phải đi toilet rồi. Tới giờ muốn ngủ bắt mình ngủ rồi. Mình không thể nào bảo nó đừng ngủ, không được. Bảo nó đừng đi toilet, nó không chịu. Cho nên không có cái gì, ta phải nhận thức được ba yếu tố này ở trên cái lộ trình tu tập của chúng ta. And there are three modes of mind. The mental state, the sense of inner irritation or displeasure, and the cloudy, confusing mind. Có ba cái trạng thái của tâm mà thường thường chúng ta đều nói là tham sân si, chứ nó không phải. Nó là muốn thêm, nó muốn thêm, nó thỏa thích, thì gọi là một trạng thái của tâm, gọi là tâm tham, cứ đặt tên nó tâm tham, tức là muốn thêm thôi. Cái thứ nhì, muốn không được thì nó thấy bực bội, nó không hài lòng cái tâm bên trong á, thì gọi là tâm sân. Và cái thứ ba nữa là nó mê mê man man, nó không biết cái gì đó, tu cứ tu, ngồi cứ ngồi, ăn cứ ăn. Ông sư ông bảo ngồi thiền thì nó ngồi thiền, thở ra nó thở ra, nó thở ra phì phà phì phò vậy đó, chứ nó cũng biết cái gì hết đó. Như vậy nó không có được cái tuệ giác, nó chỉ được chút phước à, tức là có tu có định chút xíu thì nó bớt phiền não, thì nó có chút phước, nhưng mà nó không có đưa tới giải thoát. So now the central issue is the four frames of the observation. What are we going to do with the four frames? We say kaya, which means the body, vidana mean the feeling, citta mean the mind, and the tamma mean the state of the mental quality. So we focus on four, we call four frames of observation. Usually it's difficult to translate, because it's not the Buddha intention. Four frame is actually the process. It's not the matter or the identity. No, it's just the process. Thưa chư vị, từ lâu rồi người ta đều nói quán sát tứ niệm xứ, tức là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Dùng thân như là đề mục để ta quan sát, dùng cảm xúc như là đề mục để ta quan sát, và dùng cái tâm là cái đề mục để ta quan sát. Và quan sát những sự sanh diệt của trạng thái của tâm như là một cái pháp để ta quan sát, nó là cái đề mục để ta quan sát thôi. Thí dụ, nếu quan sát thân, for example, if you contemplate the kaya, mean the body, how do you do it? In different level. The beginner, they contemplate the body constituted by the 32 ugly part, dirty part. And they proceed to the higher level, they see only the five aggregate,
And then up to the advanced level, they see nothing. They see only the arising and the falling of the phenomenal. The body is not the the body per se, but it's the process, how you see it. Thưa chư vị, ở trong cái quan sát tứ niệm xứ này nè, thì thí dụ lấy là quán thân người sơ cơ đó, thì họ theo đúng kinh sách, tức là quán 32 thể trược, đờm, rãi, phân, nước tiểu. Khi quý vị chưa quán sát được cái đó thì quý vị nhảy lên cái cấp cao hơn nữa là quý vị rớt thôi. Phải quán thuần thục đầu tóc lông răng móng thùng phân nước tiểu, thấy rất rõ. Vì thấy rất rõ cho nên nhàm chán, nhàm chán mới ly tham, mới đoạn diệt được. Còn giờ chưa thì vẫn thấy mắt em là mắt bồ câu, rồi vẫn thấy mẹ răng em là răng như ngọc, nghe chồng nó khen răng như ngọc sướng lắm. Bữa nào nó răng sâu nhổ ra rồi đưa cho nó, nó ngọc thì anh cất đi coi nó làm sao, nó dục thùng rác. Cho nên ta phải hiểu, ta phải hiểu, phải quán và nhận thức rất rõ. Con người chỉ là thùng phân biết đi đó. Cái này là cái giai đoạn người mới sơ cơ. Người sơ cơ nhìn thấy rất rõ, con người chỉ là thùng phân biết đi, đờm rãi phân nước tiểu, không có gì quý giá hết. Người lên cái bậc trung cấp thì người ta sẽ thấy nó chỉ là năm uẩn, sắc ngoại biến thành sắc nội, rồi thọ, rồi tưởng, rồi hành, rồi thức, nó vận hành ở trong cái thân này. Hai phần của cái thân đó là não và cái phần không phải là não. Não nó kiểm soát toàn bộ cơ thể con người, tay chân mắt mũi, nhìn như thế nào rồi giơ tay như thế nào là do cái não. Mà cái não á thì nó lại kiểm soát bốn cái phần của danh sắc, đó là thọ, tưởng, hành, thức, đều nằm trong cái não hết. Khi cái não chết hoặc là nó bị bệnh thì bốn cái chức năng kia nó mất, tức là thọ, tưởng, hành, thức không tồn tại nếu cái não chết. Cái não tồn tại thì bốn cái thọ, tưởng, hành, thức nó mới có. Và vì có thọ, tưởng, hành, thức cho nên nó mới nhận diện được cái sắc pháp. Cái não nó, quý vị học tới ngày hôm nay quý vị đều biết rồi, nó kiểm soát mắt, tai, mũi, lưỡi. Nó sự nhận biết của mắt, tai, mũi, lưỡi đều nằm trên não. Cho nên nếu cái não tê liệt thì mắt có mà không nhìn thấy, tai có mà không nghe thấy, nếu cái trung khu thần kinh nó bị hư. Thế thì nói tóm lại, quán thân á, mà nói tới trình độ cao cấp á, thì ta nhìn thấy chỉ là những sự di động, những sự rung động theo hệ thống thần kinh khi mắt, tai, mũi, lưỡi va chạm với cảnh trần, hoặc là va chạm với những cái làn sóng âm thanh và ánh sáng. So it is just a process of the interaction between five aggregate and the external. It's nothing. So how do we contemplate? We say the four foundation for mindfulness. Some people, it's not my, some people do it, but I use it as an illustration. Cái bảng này ấy, do cái vị khác làm chứ không phải sư làm đâu. Nhưng mà sư mượn, sư thấy nó ở cũng được, không quan tâm. Mượn để nói chuyện với quý vị cho nó dễ hiểu. Bốn cái căn bản của cái sự chú tâm, chú tâm, citta là chú tâm, sati là chú tâm. Cái thứ nhất là chú tâm vào cái thân. Đó, có ba trình độ sư nói rồi đó. Trình độ thấp thì nhìn nó thấy là thùng phân nước tiểu, đờm rãi. Trình độ cao hơn nữa thì thấy nó là năm uẩn. Còn trình độ cao hơn nữa thì thấy nó là chỉ phản ứng của não với các cái thân, nó là do cái năng lượng các cái tế bào nó rung động, tức là nó xanh xanh diệt diệt, nó không có cái gì đó. Ngay cả tế bào cũng có nữa, nó toàn là những nguyên tử, là năng lượng nó di động ra di động vào rồi nó làm rung động. Cho nên cái mà gọi là thân á, nó là một tiến trình, nó là một tiến trình nhận thức về thân. Ở đây chúng ta phải thấy cái sự nhận thức nó là quan trọng.
Tại vì hễ có nhận thức mới có tuệ. Không có nhận thức thì không có tuệ. Tuệ do sự nhận thức. Wisdom arise through the practice of the focusing, seeing, analyzing, discernment. Tức là chúng ta phải phân tích, chúng ta mới biết cái đó là cái gì. Cho nên trạch chấp chi nó phải đi với cái niệm sati. The second is mindfulness of a feeling. Tức là cái nhận biết, quan sát về các cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ. Có nhiều khi lầm lẫn tưởng là thọ khổ mà không có, nó là thọ lạc. Nó lộn xộn lắm. Mà Đức Phật đã nói rất rõ, người mà không biết rõ đó là phàm phu. Trong bài kinh Pháp Môn căn bản, in the sutra the root of the all the phenomena, the Buddha say the ordinary people usually confused because they think earth is us, there's the earth, and in the earth there is I, identity, I, me in the earth. Therefore they suffer when the earth is changing. The earth is just the softness or hardness, it's nothing. Đức Phật ở trong bài Kinh Pháp Môn Căn Bản của Kinh Trung Bộ, Ngài đã nói rất rõ cái chỗ cảm thọ này nè. Người phàm phu vì nhận lầm, có định kiến, nói có đất, có nước, có gió, có lửa, tứ đại. Rồi hễ đất, nước, gió, lửa thì trong đó có tự ngã, có cái ta ở trong cái đất, nước, gió, lửa. Và khi đất nước gió lửa nó thay đổi, nó bịt, nó hoạn, hay là nó mất tay, mất chân, là sinh tâm phiền não. Thực sự đất nước gió lửa là trạng thái sinh hoạt của cái thân này. Cho nên quán, thực sự nói quán cảm thọ, thực sự ra là quán thân đấy. Nếu không có thân làm gì có cảm thọ? Nếu không có não làm gì có cảm thọ? If there is no mind, no brain, how can you feel? You see some people living as a vegetable. Do they have the feeling? No, they don't have the feeling. Because the doctor, they can measure it by the scientific instrument. They're just vegetable, eating, sleeping, and know nothing, no feeling at all. Thí dụ như nói về cái cảm thọ, thì nếu không có thân làm sao có cảm thọ? Cho nên thực sự ra nó quán cảm thọ chứ là quán thân đấy. Quán cảm thọ là quán thân đấy. Thí dụ như những cái người mà họ bị nằm một chỗ đó quý vị, không còn cảm giác nữa, nó vẫn còn sốc. Như là cái khúc cây ấy, vẫn ăn, đút vào miệng thì cho ăn, đi toilet, tắm rửa, nhưng mà nó không có cảm thọ. Nếu không tắm nó một tháng nó cũng thế thôi, nó không có buồn rầu, tại nó không có cảm giác. Tại vì hệ thống thần kinh nó không có điều khiển. Cho nên toàn bộ cơ thể con người nó chỉ ở nơi cái não điều khiển toàn thân. Chúng ta phải thấy như vậy. Để khi chúng ta quán, chúng ta biết chúng ta đang quán cái gì. Quán cảm thọ thực sự ra là quán thân đấy. Nóng lạnh, khó chịu, dễ chịu, tâm tham, tâm sân, tâm si, thọ lạc, thọ khổ. Làm sao anh biết thọ lạc, thọ khổ? Nếu không có thân, phải không? Cho nên cuối cùng cũng là quán thân. The third one is the mindfulness of the mind, or the observation of the mind, or the state of the mind. Cái thứ ba đó là quan sát cái trạng thái của tâm, tâm tham, tâm sân, tâm si. Nhưng mà thực sự ra thì nó cũng là những sự dao động, cái sự tương tác của não thôi. Nó là hoạt động của não. Cái não nó hoạt động thì nó mới sinh ra. Cái gì thích thì nó muốn thêm thì gọi là tham. Cái gì mà nó không thích, không vừa ý thì nó muốn từ chối, muốn bỏ thì gọi là sân. Chứ nó có danh từ vậy thôi chứ nó có cái gì đâu. Nó cũng là sản phẩm của não. Tức là phản ứng tương tác giữa năm uẩn, tức là thọ tưởng hình thức ở trên não. The final one is the mindfulness of the tamma,
or the observation of the Dhamma. So you look at the eye, ears, nose, everything. What happened? What happened in my mind? What happened in my body? What happened in my eyes? Sometimes I see something and I just cannot see it. Why? And bearing in mind, if you focus in the Buddha instruction, the way you see is so different from the ordinary people would see. Cũng năm cái giác quan, mắt tai mũi lưỡi thân, nhưng nó đều điều khiển bằng cái não. Thế thì quán pháp là cái gì? Là quán những cái sự sanh diệt của cái hiện tượng mà nó nằm trong não. Tức là quán cái gì đây thưa chư vị? Can anybody tell me what are you going to observe the Dhamma? Do you know? Can anybody tell me? No. Okay. So Dhamma is not what you think. Dhamma is the object whereby you use it in meditation to eliminate all the desire, unwholesome desire. And it's just a metaphor. Ở nơi đây, chúng ta phải nhận biết một điều rất là quan trọng. Quán pháp là trạng thái của tâm. Trạng thái, tức là nó là một cái tiến trình sanh diệt của tâm. Và phải luôn luôn quan sát nó, làm sao để tránh cho cái sự mà nó sanh diệt mà ta không biết. Đức Phật mới đưa ra cái đề mục. Hãy quán như thế, hãy quán như thế, hãy quán như thế. Này, có nhiều đề mục lắm, chúng ta sẽ học 40 đề mục à. Mà làm sao để quán? Thưa chư vị, nó phải thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Và những cái gì chúng ta thấy sắc pháp ở bên ngoài, nhà, cửa, xe, cộ, vợ, chồng, cha, mẹ, tượng Phật, vân vân, nó phải thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi. Và vì chúng ta đã được nhồi sọ cho nên chúng ta có định kiến. Chúng ta có định kiến về những cái hiện tượng mà chúng ta không có quan sát được cái sắc nội, tức là cái sự sanh diệt ở trong tâm. I give you one the example so that you can understand. You see the granite, the stone, just a stone. But when people use the granite to make the floor, you walk on the floor. And when they put the granite to make the altar, and you put the flower on the granite, and if they use the granite to make the Buddha statue, and then you bow before the granite. So why you make it different? And you have the different thinking, different observation of your mind. Thí dụ, cũng là cái đá trắng trắng gì đó, đá granite á. Một cái tảng đá ở trong núi á, nó chở ra. Và nếu như cái người nào đó họ lấy tảng đá họ cưa ra, họ làm từng cái viên gạch, họ lót sàn, thì quý vị làm gì? Quý vị bước trên cái viên gạch đó, vì nó là sàn nhà mà. Nhưng nếu người ta lấy cái miếng đá đó thật là to, người ta cắt ra người ta làm cái bàn thờ, thì quý vị lại trưng bông hoa để trên cái miếng đá đó, và quý cái miếng đá đó hơn là cái mà quý vị đạp chân lên trên sàn nhà. Rồi nếu như cái người điêu khắc gia, họ cũng lấy cái đá granite, một cái cục to thật to như vậy đấy, rồi khắc ra thành cái hình Phật, thì quý vị lại để lên trên bàn thờ đó, rồi quý vị sẽ cúi đầu lạy cái tượng Phật đó. Thế thì tại sao nó cũng bản chất nó là đá
mà ba cái cách hành xử khác nhau, ba cái cảm giác khác nhau. Đấy, nếu quý vị không thấy được cái đấy thì coi như không có tuệ giác. Phải thấy. That's why in the sutra, there's the elder named Sati. Buddha said to him, "You contemplate everybody's like skeleton." And he never questioned the Buddha. He keep contemplate skeleton, skeleton, skeleton. One day, one singer singing on the street, and he just look at her. And when he look at her, she's smiling. She was smiling. As soon as he saw the teeth of the singer, he attained Arahant. Because he see whole thing is just a skeleton. So the observation maintain the image, maintain the observation skill, maintain the consciousness in your mind so that you can see the reality. Trong kinh, thưa chư vị, có câu chuyện của Ngài Sati. Đức Phật dạy, ông hãy quán chiếu như thế này. Ông nhìn tất cả các cái con người, con chó, con mèo đều là những cái bộ xương. Bộ xương thôi. Ngoài cái bộ xương nó có gì hết. Và ông cứ quán như vậy, liên tục, không cãi Phật. Phật bảo quán. Ông nói dạ. Con chó cũng thấy bộ xương, con mèo cũng thấy bộ xương. Người phụ nữ cũng thấy bộ xương. Ông già cũng thấy bộ xương, cũng thấy gì hết. Ông cố ông nhìn. Lúc đầu thấy con gái thấy đẹp chứ. Mình nhìn riết thấy nó là bộ xương biết đi. Nhưng mà cái đó cũng vẫn là còn tưởng tri, chưa thực sự liễu tri. Tưởng tri tại vì phải vận dụng cái trí của mình và nhắc mình đây là bộ xương, đây là bộ xương. Nhưng mà cái trí với cái thức á, nó đánh lừa nhau. Cho nên á, trong trí mình nói đây là bộ xương. Nhưng mà cái thức nó nói, cái cô này đẹp quá mà. Ha ha, hai cái nó vật lộn nhau, không thể dối gạt được. Nếu người tu tinh tấn sẽ nhìn thấy nó ngay, nó đang vật lộn nhau. Nó đang chiến đấu với nhau mãnh liệt. Và một ngày, lúc ông đang làm cái gì đấy, đột nhiên ngoài đường có cái tiếng ca hát của một cô kỹ nữ. Và khi nghe tiếng ca hát thì phản ứng của ông là Ngài ngước mắt lên, Ngài nhìn. Vẫn làm nhưng mà ngước mắt lên nhìn. Và khi cái cô kỹ nữ thấy có cái ông sư già mà ông lại thấy mình ca hát để ông nhìn, cô vui quá, cô cười, cô nhe hàm răng ra cô cười. Và ngay cái lúc Ngài nhìn thấy cái hàm răng của cổ, toàn bộ cái lậu hoặc rớt hết. Ngài thấy rất rõ ràng cổ là bộ xương. Thấy rất rõ chứ còn không có tưởng tri nữa. Lúc bây giờ liễu tri. Và Ngài chứng A-la-hán. Ngài chứng A-la-hán. Đấy. Biết rất rõ. Cho nên cái sự quan sát quý vị nó không có uổng đâu. Nó tích lũy, tích lũy, tích lũy. Có nhiều khi 3 năm, 5 năm. Những vị thánh tăng ở bên Miến á, có nhiều khi người ta phải xài 5 năm. Luôn luôn quan sát một cái đề mục. Quan sát bộ xương, bộ xương, bộ xương. 5 năm sau nó mới rụng các cái lậu hoặc đi hết. Chứ không phải là một sớm một chiều đâu. Don't dream that you just save your head and you become Arahant. It's no way. Đừng bao giờ nghĩ rằng con cạo đầu là con sẽ chứng A-la-hán. Không có đâu. Đường còn dài lắm quý vị. So four frames of contemplation actually is only the body and the brain. And the brain is inside the body. So in short, you contemplate all the activity of the body, not the body per se. Thế thì ở đây, thưa chư vị, quan sát. Khi chúng ta hành thiền, chúng ta quan sát tứ niệm xứ, thân, thọ,
tâm pháp. Nói nôm na là chúng ta đang quan sát những cái hoạt động của cái não, thế thôi. Cái não nó quan sát, nó điều khiển toàn thân, điều khiển mắt nhìn như thế nào, điều khiển tai nghe như thế nào, điều khiển lưỡi nghe, nếm như thế nào. I give you another example. It's a normal day, daily living, but you may not observe it. Sư cho quý vị một cái thí dụ mà có lẽ sư nghĩ không có ai chú ý đâu, chỉ có những người nào quyết tâm hạ thủ công phu mới thấy thôi. Đó là đời sống hàng ngày đó. Uống, thức uống. Every day you drink coffee or tea. Mỗi một ngày, thưa chư vị, quý vị đều uống cà phê chứ, quý vị đều uống trà chứ, phải không? But did you contemplate, observe what happened in the four frame or four foundation? If you don't, you're acting like animal. Instinct. Thưa chư vị, ai cũng uống cà phê, ai cũng uống trà, ai cũng uống cái nước gì đấy. Một ngày chắc chắn là đều có uống nước chanh, nước trà, nước cà phê, vân 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 vân. Ngoài cái nước lọc, chắc chắn có uống thêm cái gì đấy. Nhưng nếu chúng ta trong cái lúc uống, cái hành động uống ấy mà không thấy rõ thân thọ tâm pháp, thấy được sự chống đối của cái não và cái tim, thì coi như chúng ta đang hành xử theo bản năng sinh tồn của một sinh vật như súc sanh. If you behave like the animal instinct, when you die, of course you will be reborn in the realms of animal. That's what the Buddha teaching. Đức Phật đã dạy rõ, trong lúc sống, nếu chúng ta hành xử như súc sanh, nội cái uống thôi, mà không quan sát kỹ thân thọ tâm pháp ở trong ấy, là chúng ta đang uống theo bản năng sinh tồn của một con vật, thì cũng không lấy gì làm lạ. Sau khi chết ta phải sanh về cảnh giới súc sanh. Tại vì nó hành xử như vậy quen à. Cái nghiệp mà, cái nghiệp dẫn ta trong sanh tử luân hồi, thì cái nghiệp, tức là cái lưỡi, cái mắt, tai, mũi, nếu chúng ta không nhận biết thì nó sẽ sanh về cảnh giới đó, cảnh giới súc sanh. So what did you contemplate when you drinking coffee or tea? Thế thì thưa các bạn, cái điều này rất là quan trọng mà sư nhắc nhiều vị ở trong tuệ tâm rồi, nhưng mà các vị ấy không quan tâm tới cái lời sư nhắc. Mà đây là cái bí mật, mà đây là cái cốt lõi. Nhưng mà có lẽ tại vì trình độ của người ta lúc bấy giờ, người ta không có nghĩ gì được hết, người ta không thấy sanh tử là hệ trọng, cho nên người ta không có chú tâm. Thí dụ quý vị uống một ly trà, there always a struggle between the mind and the heart. Even the taste of the tea, thưa các bạn, luôn luôn có một cuộc tranh đấu giữa cái não về những cảm thọ khác nhau khi uống cái ly trà, và cái tim, cái tâm và cái não, hai cái nó chiến đấu với nhau. Uống một ly trà, trong ly trà nó có nhiều mùi lắm quý vị, nó có nhiều vị lắm, có vị đắng, có vị tê tê, có vị ngọt. Trà nó có vị ngọt đó chứ, uống ngậm lâu ở trong cuống họng á, thấy nó ngọt, lúc đầu thấy đắng, mà lúc sau thấy ngọt. Tại sao nó lại chuyển biến từ đắng thành ngọt? Trà nó không có chuyển biến đâu, cái tâm quý vị chuyển biến đấy. Uống thấy lúc đầu thấy nó đắng, mà uống ngậm một hồi xuống cuống họng thấy nó ngọt. Xin đừng nói với sư rằng, sư ơi trà này nó có cái hậu. Có nhiều vị nói sư vậy đó, trà có cái hậu, uống khúc cuối thấy nó ngọt.
Sư nói người này đúng là cái người ở trong nhà thương Biên Hòa. Cái chất đắng của cái chất nicotine á, ở trong cái chất coffee á, sorry, chất coffee á, ở trong cái trà khi gặp nước sôi á, nó tiết ra chất coffee. Chất caffeine á là nó đắng. Thì để bao nhiêu lâu nó cũng đắng, không thể nào mà nói nó ngọt được. Nhưng mà khi cái lưỡi ta nó quen rồi, cái thần kinh nó quen rồi, thì ta lại thấy ngọt. Và nó đắng thì ta phản ứng là ta không thích, tức là tâm sân. Mà khi thấy ngọt thì ta thỏa thích, cho nên nó tâm tham. Từ tâm sân nó đổi sang tâm tham, ta có thấy không? Đây, chỗ này mới là cái chỗ quan sát đây thưa chư vị. This is the central core of the four foundation of mindfulness. You sip a tea. Did you focus inside yourself? And if you do, you see the activity of the body, the feeling, the mind, and the Dhamma, all of them in one. Nếu các bạn cầm một ly trà lên mà các bạn tỉnh giác, phân tích trạch chất chi có, thì thân, thọ, tâm, pháp ngay một sát na đó thấy hết. Mà nếu thấy hết thì mới chứng được. Nếu không thấy hết thì không thấy được năm muẫn. Không thấy nó thì không thấy được năm muẫn thưa các bạn. Cho nên phải thấy thân, thọ, tâm, pháp. Cái chất caffeine ở trong trà đó, mà khi đổ nước sôi vào thì nó đắng. Cái lưỡi nếm thấy nó đắng. Đừng nói nó ngọt, không có đâu, nó đắng. Và cái lưỡi ta nhận biết nó đắng. Không cần ai dạy, ta cũng biết nó đắng. Một đứa bé mới sinh ra đưa nó nếm nó cũng biết đắng. Ta khẳng định nó là đắng. Nhưng mà tại sao ta ngậm chút xíu cái ta nói ủa sao nó chuyển sang ngọt? Có chuyện đâu quý vị? Có chuyện chất caffeine nữa mà nó chuyển sang ngọt không? Nếu người nào nói có thì chắc là người đó bị thần kinh tê liệt rồi. Nó đắng, bản chất của nó là đắng. Nhưng mà cái tâm của ta nó thuần thục với cái đắng đó. Nó khởi lên cái tâm ưa thích cho nên nó thấy ngọt. Cái tâm ta chuyển chứ cái cà phê nó không có chuyển, cái trà nó không có chuyển. If you observe it seriously, in everything you eat and you drink, and that is mindfulness of the body, of feeling, and the mind, and the Dhamma, for foundation. Nếu các bạn quan sát được như vậy, toàn thân đều nhận biết, thì gọi là thân, thọ, tâm, pháp. The first thing you want to drink a tea is to make a tea. You have to boil the water. So what makes you to go to the kitchen and boiling the water? Khi muốn uống trà, cái việc đầu tiên là phải nấu nước sôi, rồi bỏ trà vào. Là người tu hành, ta quán liền cái tâm gì nó sai ta đi nấu nước sôi, rồi bỏ cà phê vào. Và cách ta đi như thế nào, rồi cách ta cầm cái bình cà phê như thế nào, bình trà như thế nào, rồi cách ta mắt ta chọn cái trà. Dĩ nhiên nó có 5-6 loại trà. Tại sao ta không uống loại này, ta uống loại kia? Nghiệp đấy, nếu ta không thấy là nghiệp hết. Mà nếu ta thấy thì có tuệ giác. Nếu ta thấy tại sao ta lại chọn cái trà này, ta không chọn trà kia, là ta thấy có, là có tuệ giác đấy. If you like the particular taste because of the smell, you improve your discernment, your analytical skill. Nếu các bạn ưa thích một loại trà nào đó, và ở trong bếp á, nó có tới 10 gói trà khác nhau, bạn chọn cái mà bạn thích, mà trong một sát na đó thôi,
bạn phải thấy rõ ràng cái mùi của nó. Chọn cứ chọn không sao, nhưng mà phải thấy cái mùi của nó. Và thấy cái sở thích của bạn đang có mặt. Sở thích ấy chính là pháp. Cái thích thú, một cái loại trà nào đó xuất hiện ở trong não các bạn, đó chính là pháp. Đấy. Rồi khi bạn bỏ nó vào trong cái ly trà hay cái bình trà, bạn rót nước sôi. Từ cách nấu nước sôi, quan sát nước sôi lên trong lúc mình đứng, thiền đứng, chờ nước sôi, ta không có bỏ dở cơ hội nào hết. We always contemplate when we are waiting for the water to be boiled. And that's called standing meditation. Khi các bạn đứng chờ nước sôi, thở vào, nhận biết hơi thở vào, thở ra, nhận biết hơi thở ra, tâm nôn nóng muốn có trà uống, biết tâm nôn nóng muốn có trà uống, mắt nhìn, khởi tâm ưa thích, biết khởi tâm ưa thích. Đấy là quán đấy, là thiền đứng đấy. Mà hễ thiền đứng thì có thân thọ tâm pháp bốn cái hết, chứ không có chừa cái nào hết. Cái chân nó bồn chồn, cái mắt nó bồn chồn, cái tay nó bồn chồn, tất cả đều phải thấy sự sanh diệt của nó. Các cái hoạt động ấy gọi là thân thọ tâm pháp ngay trong lúc mình đứng chờ nước trà. Rồi khi rót nước trà, nước nó sôi lên, nhấc lên, rót vào trong cái bình, có chánh niệm cẩn thận không? Coi chừng nó, nước sôi nó đổ ra ngoài, văng tung tóe chúng mình. Rót nhẹ nhẹ, cẩn thận. Những sự nhẹ nhẹ, cẩn thận ấy tính là chú tâm đấy, là sati đấy, là quan sát bên trong. Rồi khi rót trà vào, thấy cái hơi nó lên, con mắt nhìn, nó phát sinh cái gì? Con mắt nhìn thấy hơi trà lên, cái mũi nó có mùi trà thơm, tâm nó sanh liền, không phải đợi uống đâu, tâm nó sanh liền. Ta thấy không? Thấy. Nếu ta nhận biết, tuệ giác phát sinh, đấy, tuệ phân tích phát sinh. Rồi không phải trà hôm nào cũng giống nhau. The same bottle of tea, but there may be different matter or materials inside the tea bag. Cũng một cái gói trà to như thế, nhưng mà không phải cái trà nào nó cũng giống nhau. Quý vị đổ ra, you pour it on the dish, you will see some may be perished already, some may have a bad smell already. Quý vị đổ cái trà khô đó ra cái đĩa, quý vị sẽ thấy cũng một cái gói trà, có những cái lá trà nó tốt, có những lá trà nó lên mốc. Mà nếu ta không có chánh niệm thì ta đổ hết tất cả vào trong cái bình trà rồi ta đổ nước sôi lên, như vậy là vô thức, không có tuệ giác. Ta đổ ra cái chén này, cái đĩa, rồi ta xem, rồi ta lựa cái trà ngon, cái lá ngon, ta bỏ vào bình. Còn cái lá nó bị mốc, ta vứt đi. Tu tập phải như vậy đấy, chứ không phải gom hết bao nhiêu đó rồi cái đổ nước sôi vào. Thì như vậy là không có, không có niệm, không có sati. Mà không có sati thì không có tuệ. Đời sống hàng ngày đấy quý vị. Rồi khi cái mùi trà nó lên, nó thơm, thì lập tức cái mũi nó dính, ta có cảm giác là thọ lạc không? Rồi cái mùi này có giống cái mùi ngày hôm qua ta thưởng thức không? Tức là chật chi đấy. Ta có phân tích được chưa? Đấy, rất quan trọng lắm thưa chư vị. If you cannot practice meditation in every activity, daily activity, you are acting unconsciously like the animal instinct. Nếu chúng ta trong đời sống hàng ngày, các hoạt động mà không có chú tâm, không quan sát,
diệt tâm tinh cần tỉnh giác thì chúng ta hành xử tạo nên nghiệp. Một cái ly trà thôi, sư nói phân tích vậy đó. And after you smell it, what are you going to do? You taste it. You have to analyze the different tastes in the tea. Sau khi mà pha nước sôi rồi thì các bạn nếm, thì các bạn phải phân tích, nhận biết liền cái mùi trà này có giống mùi trà ngày hôm qua không, có giống bình thường không, hay là nó có mùi mốc, hay là ta cứ thế ta ực. Nếu ta không thấy được, không phân tích được thì khả năng trạch giác chi không có, phản xạ theo cái đòi hỏi của cuộc sống, của thân. So what are the four inner dwelling mind? The dwelling mind actually dwelling in the body, the feeling, the mind and the mental quality, the Dhamma. You can say different terminology, but the mind is experience, the process whereby you experience something. It dwells in the body, the feeling, the mind and the mental quality of the Dhamma. Thực sự ra quán thân thọ tâm pháp là quán cái tiến trình của những cái hành động sinh hoạt của chúng ta, và cái tâm nó dính vào đấy. Tay giơ lên là quán thân, cảm giác thọ là thọ khổ là quán thọ, rồi á thấy nó thích trầm thích, tham sân si, có tham hay không tham thì đó là quán tâm. À, trong cái ly trà thôi nó phát sinh những thứ đấy, à, rồi thấy các cái hiện tượng ở trong tâm của mình nó sanh nó diệt. À, khi mình chưa quán thì mình cảm thấy thích nó, mình quán kỹ mình nhàm chán nó, mình biết nó là nó không phải bên ngoài cái trà mà nó nằm trong cái đầu mình đó. Sắc thọ tưởng hình thức, sắc nội rồi thọ rồi tưởng rồi hành rồi thức, nó nằm trong cái đầu mình đó. Thích không thích, sanh diệt đều nằm trong đầu chứ nó không có nằm ngoài. Mà khi quán được như vậy rồi thì buông cái đề mục bên ngoài mà chỉ chú ý tới cái sự hiện hữu, các cái tương tác ở bên trong, như vậy mới gọi là quán thân thọ tâm pháp. Khi quán được thân thọ tâm pháp rồi thì chuyện gì xảy ra? You no longer attached to the matter or physical matter or identity. Now you come to the level of the cognitive system or cognitive resonance. You consider kama vachara is a sensuality, the level of sensuality. And rupa is a level of form. Arupa, level of formless. And the lokuttara, that's been the transcendent level. That four levels different. Khi chúng ta tu tập quan sát liên tục thì nó sẽ phát triển bốn cái mức độ mà chúng ta nhận biết: thiền đi, thiền đứng, thiền ngồi, thiền ăn, thiền uống, thiền toilet đều phải thực hành. Thì quý vị sẽ thấy từng cái tầng độ. Ngay cả như uống trà, trước khi uống, sau khi uống, cảm giác dục lạc thay đổi. Cảm giác dục lạc thay đổi. Trước khi uống thì háo hức muốn uống. Uống xong chừng 3-4 ly rồi bắt đầu chán. Cũng trà đấy chứ, cũng thứ vậy. Mà tại sao chán? Cái tâm nó chán. Ta phải nhận thức là cái tâm đó gọi là thay đổi nơi trình độ của dục lạc, ham muốn. Và cái thứ nhì là sự thay đổi của sắc pháp. Trà mới rót thấy nó màu sắc đẹp, rót một hồi thấy nó hết đẹp, cũng trà đấy, cũng màu sắc đấy, nhưng mà ta sẽ thấy nó không còn đẹp nữa. Cái mùi cũng vậy, mới ngửi ta thấy nó trà thơm, nhưng mà
ngửi hoài ta sẽ chán đó. Cái tâm nó thay đổi chứ không phải trà thay đổi. Và cái tầng thứ ba của cái sự quan sát là mức độ của vô sắc. Và khi ta chán nó rồi, ta không ưa thích nó nữa. Ta ưa thích cái gì yên tĩnh, giống như quý vị ngồi thiền. Quý vị sẽ tìm cái sự vắng lặng mà có cảm giác, tưởng tri nói rằng cái ấy là tầng thiền. Mà thực sự là nó chỉ là nhắm mắt thở thở vậy thôi, chứ nó không có chưa vào tầng thiền nào hết á. Và cái thứ tư là ở trong cảnh giới tĩnh lặng nhưng tâm vẫn biết hết tất cả mọi việc. Và bốn mức độ đó, đi đứng nằm ngồi đều phải thiền, chứ không phải là chỉ có ngồi mới thiền. Từ từ chúng ta sẽ học tất cả những cái này và chúng ta sẽ áp dụng đó. So the central issue here is a vinyana. That's been the consciousness or the cognitive resonance. Whatever you do, you think, you act, it's just an activity. We call the rupa, vedana, citta, atama. Come back to the cognitive system. Bốn cái này, thân thọ tâm pháp, cuối cùng, quán thân thì nó nhận biết thân, các hoạt động của thân, các cái tiến trình tương tác của thân, thì nó đi đâu? Nó phát sinh ra tuệ giác. Và tuệ giác nó rớt vào trong cái thức. Quán thọ, thọ lạc, thọ khổ, cuối cùng nó cũng đi đâu? Nhận biết rằng đây là khổ, đây là lạc, thì nó cũng rớt vào trong cái thức. Nó giữ đấy. Rồi quán tâm, tâm tham, tâm sân, tâm si, có sanh khởi hay không sanh khởi, thì nó cũng rớt vào trong cái thức. Rồi quán pháp cũng thế. Thân thọ tâm pháp, bốn cái này đều, nếu quán thường xuyên, nó sẽ làm dày ở trong cái thức. The beautiful thing you have to recognize is if you fill up the consciousness or the cognitive system with all the wisdom, you are no longer blindly accept anything because you develop the analytical skill. Thưa các bạn, nếu quý vị luôn phát triển được thân thọ tâm pháp, thì những cái sự phát triển nhận thức ấy dẫn tới cái thức, làm cho biết rõ cái thức, tăng trưởng cái thức. Và vì nó biết rõ như vậy, thì nó sẽ không có lệ thuộc vào trong những cái hành động vô thức. Nó bồi dưỡng cho cái thức. Và cái thức khi nó có tuệ giác, thì những cái mà chúng ta sinh sống trong bao nhiêu năm nay, nó tồn trữ, nó sẽ phải cân đối giữa cái vô thức và cái có thức, cái biết và cái không biết. Ví dụ ta liên tục ăn trong tỉnh giác, thì những cái hành động ăn mà vô thức từ nhỏ tới lớn, nó vẫn còn đấy, thói quen, tật xấu về cái ăn nó còn nằm đấy, nó ngủ ngầm ấy. Nhưng mà nếu ta cứ tiếp tục ăn trong tuệ giác, cảnh giác, thì cái cảnh giác nó nhiều, mà nó nhiều, nó dày lên, thì đương nhiên nó lấn át đi cái vô thức. Cái vô thức vẫn nằm đấy, nhưng mà vì tuệ giác nó quá nhiều, cho nên cái vô thức không làm gì được nó. Cái khi chết á, cái bài toán nó đơn giản quý vị, nó cộng trừ. Cái có tuệ giác trừ cái không có tuệ giác. Nếu cái có tuệ giác mà nó nhiều á, thì ta giải thoát, ta sanh làm người, sanh thiên. Nếu cái tuệ giác ta ít tu tập, tức là mê muội,
Thì khi chết á, cái hành xử không tuệ giác á, nó nhiều thì nó dẫn ta hành xử như súc sanh, cho nên sanh về cảnh giới súc sanh. Tu lực chuyển hóa có nhiều đó thôi. Tăng cường tuệ giác, đi đứng nằm ngồi đều phải biết. So four level of the mental state or the mind. The first one is sensuality. It always arise when you face the external factor. Bốn cái mức độ mà ở đây Đức Phật cũng dùng luôn là bốn xứ, chứ không phải nhất thiết là thân thọ tâm pháp. Ở trong kinh Đức Phật cũng có những đoạn Đức Phật nói bốn cái giai đoạn này cũng là bốn xứ đấy. Nào, cái thứ nhất là trình độ cảm giác dục lạc. Khi cái tâm ta nó ưa thích, nó sanh và nó dính tới sắc, thinh, hương, vị, xúc mà ta nhận biết thì là trạch giác chi phát sinh, tuệ giác phát sinh. Đấy, tuệ giác phát sinh. If we focus, we know the mental state arise and it connect with the sight, sound, smell, taste. And we improve our skill of the observation, means sati. Trong cái dục, bữa nay có lẽ chúng ta chỉ học đến đây thôi. Trong cái dục tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, va chạm sắc âm thanh, thì sáu căn dính tới sáu thức. Mắt thì dính tới nhãn thức. Và khi mắt nhìn những cái gì ưa thích thì nó vui. Mắt nhìn cái gì không ưa thích thì nó buồn, đó là tham sân. Đấy, là bốn cái nó đều sân diệt với nhau hết. Thân thọ tâm pháp đều xảy ra. Và Đức Phật nói rất rõ, những cái gì vui mà thanh tịnh tạo nên những nền tảng cho sự phát triển về tinh thần ở nơi cấp độ cao, chẳng hạn như âm thanh, ánh sáng, mà nó không còn chấp vào các vật chất nữa, nó chỉ thấy là năng lượng thôi, âm thanh, ánh sáng, chứ nó không còn chấp là bánh xèo hay là chuối hay là cam, nó không thấy cái đó nữa. Nó chỉ thấy là cái vị chua, vị ngọt, rồi cái thích, cái ghét, nó chỉ thấy những cái đấy, tức là nó trình độ cao. Và tất cả những cái này thì Đức Phật nói rất rõ, nó nằm trong não chúng ta. Và ở nơi não chúng ta, nếu chúng ta có trạch giác chi, chúng ta phân tích sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp và căn trần, thì nó tạo nên sáu tầng trời ở cấp độ của cõi dục, tức là cõi ham muốn. Vì còn có mùi vị, âm thanh, ánh sáng, cho nên ta còn có ưa thích, đắm chìm, thỏa thích, thì cái đó gọi là cõi dục. Ta còn ưa thích đụng chạm nơi mắt, xúc á, xúc nơi mắt, nơi mũi, nơi tai, tức là âm thanh, ánh sáng. Và Đức Phật nói nó tạo nên 6 tầng trời ở cấp độ cõi dục, tức là tầng trời có 6 tầng dưới á, đều dính tới cái này. Mà cái 6 tầng trời nằm ở đâu? Nằm ngay trong cái não chúng ta đấy, thân thọ tâm pháp ấy. Cho nên nếu chúng ta quán mà chúng ta thấy rất rõ trong từng sát na, mùi, sắc, vị, tất cả ý tưởng, thân thọ tâm pháp, nó nằm ngay trong cái não. Mà trong từng sát na uống ly trà mà ta thấy rất rõ, thì là ta đang thể nhập vào 6 tầng trời ở cõi dục, 6 tầng trời cõi dục.
33 tầng trời thì 6 tầng này nó thấp. Mà liên tục cứ như vậy thì Đức Phật nói sau khi chết nó phải sinh thiên thôi, tại vì nó ở lúc nó sống nó đã ở trong 6 tầng trời đó rồi, thì lúc chết nó phải sinh thiên. So is it difficult to attain the heaven? Thế thì câu hỏi ở đây là có khó lắm không thưa chư vị để mà vào Niết Bàn? Không khó, nó không khó. Trong đời sống hàng ngày thôi, Đức Phật nói ở đây rất rõ nè, vui buồn tạo nên cơ sở cho trạng thái tinh thần là một cấp độ, âm thanh là cấp độ khác, và tương tự với mùi vị, xúc giác và ý tưởng, tất cả chúng tạo thành 6 tầng trời ở cấp độ cõi dục. Tức là còn muốn nghe, muốn uống, muốn ăn, muốn ngửi, nhưng mà thanh tịnh, biết rất rõ, và vì có tuệ giác cho nên khi chết sinh về 6 tầng trời này tùy theo mức độ của mình. Đã. Ngồi thiền sẽ thấy nó. Có khi nào quý vị ngồi thiền mà quý vị thấy hồi nãy á, tôi cầm ly cà phê uống, rồi cái tôi ngồi thiền xuống tôi thấy ly cà phê trước mặt, rồi tôi thấy cái mùi cà phê trong mũi. Tức là nó còn đấy, nó còn trong cái thức. Mà nếu thấy được, tức là bắt đầu khá rồi đấy. À, phát triển được tuệ giác, phát triển được trạch giác chi, và từ từ á, sống ở trong cái 6 tầng trời về cõi dục. Tức là không còn sống ở trong cõi người nữa, mà sống 6 tầng trời lên, sắp sửa thành chư thiên đó. Để rồi từ từ chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa, chúng ta mới hiểu được thế nào là 4 tầng thiền. Nó là 33 tầng trời. Và thấy được mùi, âm thanh, ý tưởng, xúc giác, tất cả đều tạo nên 6 tầng trời. Ở đây Đức Phật nói rất rõ. Thiên đường cực lạc hay địa ngục ở trong tâm. Ngoài tâm không một vật mà. Phật dạy rất rõ. Các vũ trụ đều do biến tướng của tâm. It doesn't matter whether Mahayana or Theravada, they all say the same thing, because the same sutra, the same Buddha teaching. Bất chấp là Bắc Tông, Nam Tông, thì kinh sách nói giống nhau hết à. Tâm thức biến hiện ra vũ trụ. In the Nikaya, in the Loka Sutra, in Nikaya, the Buddha say, the consciousness, your own consciousness create the universe. Ở trong bài kinh Loka Sutra, Đức Phật dạy rất rõ, chính cái thức tạo nên cái vũ trụ của riêng bạn. Có nghĩa là ngửi, nếm, nhìn đó, rồi ý nghĩ về cái mùi, vị, cái nếm đấy, tất cả những cái ấy nó tạo nên một cảnh giới. Và nếu ta có ý thức được cảnh giới ấy, ta phân biệt được, thì nó có trạch giác chi, có tuệ giác. Và nếu có tuệ giác thì những cái đó nó tạo nên 6 tầng trời. Khi chết phải về đó thôi, không có chạy đâu được hết, không làm súc sanh đâu, tại vì đã sống ở trong cảnh giới đó rồi, biết rất rõ, tuệ giác nó có. Khi chết á, cái phần nhỏ chút xíu nó dẫn đi. Gandhaba đó, cái residual energy đó, nó đi vào 6 cái tầng này, tức là phân tích được mùi vị, xúc giác, ý tưởng, âm thanh, ánh sáng, trạng thái tinh thần. Vì những cái này nó còn lệ thuộc nơi mùi vị, âm thanh, cho nên nó vẫn còn ở cõi dục, mặc dù nó ở cõi trời. Quý vị ngồi thiền, bây giờ chút xíu nữa quý vị uống ly cà phê, uống trà đi, mà quán thật kỹ, rồi đi ra ngồi thiền, nghe lời sư đi, uống thử bất cứ cái gì, ly trà, ly cà phê, uống chút đi, rồi đi ra ngồi thiền mà thấy được những cái gì mình đã uống, cái mùi, cái vị, cái sắc mà nó nằm ở trước mặt mình, cái mũi mình ngửi thấy cái mùi trà hồi nãy mình uống, cái mũi mình ngửi thấy mùi cà phê hồi nãy mình uống, đó, là quý vị bắt đầu có thành công rồi. Nó nằm đấy, nó nằm trong cái thức ấy, chứ nó không có chạy đâu hết á. Tại vì khi uống mình chăm chú, mình quan sát, thì nó nhập tâm, cái thức nó còn nằm đấy.
Còn nếu mình nó uống như là heo uống, xin lỗi, hay là uống như là bò uống, thì nó ực 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 ực, nó không có lưu lại cái gì đấy. Nó lưu lại trong cái thức tạo nghiệp, chứ nó không có phát triển được cái tuệ phân tích. Còn nếu khi ta uống mà ta phân tích tỉ mỉ, quý vị uống thử đi, rồi ra ngồi thiền, chút xíu nữa ngồi thiền đó, thì sẽ thấy cái mùi nó vương vương ở trong lỗ mũi ta, trong cái miệng ta. Và ta thấy nó đắng hay nó ngọt, nhận biết. Tại vì lúc uống có thiền, thiền uống. Còn nếu mà không thấy cái gì hết, tức là nói xin lỗi, uống như heo, uống như súc sanh, mà uống như heo, uống như súc sanh thì chết đi về cảnh giới đó thôi. Tội nghiệp lắm quý vị. Đã bỏ công tu tập thì phải thấy niết bàn. Mà nếu không thấy niết bàn thì phải sanh thiên, để bớt cái khổ của cảnh giới của loài người. Sanh thiên đỡ hơn. I think that's enough for today. I wish I can take more, but it's no good, because you, the more I talk, the more confused you are. Sư cũng dự trù là muốn nói thêm, hướng dẫn quý vị thêm, nhưng mà thôi, tới đây đủ rồi. Tối nay thực hành đi, uống trà, uống cà phê, uống gì đó. Nhưng mà khi thiền trong lúc uống, dành 15 phút uống một ly, rồi sau đó đi lên ngồi thiền, xem lại những cái cảm giác, những cái mùi vị mà mình thiền á, mình trạch giác á, nó còn không? Nếu còn thì mình biết là như vậy là được rồi đó. Cứ như vậy mà làm, thiền trong lúc ăn, thiền trong lúc uống, thì sẽ sanh về 6 tầng trời. Còn nếu ta lơ là thì rớt vào trong cảnh giới của súc sanh. Cảnh giới của súc sanh. Súc sanh nó không có suy tư, nó ực vậy thôi, cầm ly lên nó ực hơi vậy đó. Còn cái người mà tu tập nhấp từng chút, coi cái mùi vị cảm giác thân thọ tâm pháp đấy, mới nhận biết đấy.